Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án PowerPoint môn hoạt động trải nghiệm lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản PowerPoint này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, giáo án PowerPoint hay còn gọi là giáo án trình chiếu, giáo án điện tử. Xin kính mời quý thầy cô cùng tham khảo. Bạn ơi, hãy lắng nghe để biết yêu thương con người. Hạnh phúc sẽ là tất cả để ta thấy thêm yêu cuộc đời. Tình yêu trong tim mỗi người là mầm sáng tỏa bóng mát tâm hồn. Hai cha con ngồi xe ngựa chở cha lại hối thúc một lần nữa. Nhảy xuống lượm đi con, tới chợ cha bán đi mua trái anh đào cho mà ăn. Thằng bé vẫn tảng lờ không chịu xuống. Xuống đất lượm trái anh đào, người cha nói: con có mệt không? Mệt à? Con thích nhảy xuống rồi lên xe một lần hay 100 lần? Dạ con hiểu rồi thưa cha. Cậu làm cái gì đấy? Hỏng hết tranh của tớ rồi. Tớ xin lỗi, tớ chỉ định hù cậu một xíu thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi thì có thể làm cho tranh của tớ đẹp hơn được không? Hả? Các con có chuyện gì thế? Cháu chào cô ạ. Ừ, chào cháu. Mẹ kệ cậu ấy đi. Cậu ấy hù con, làm con giật mình, vẽ hỏng cả bức tranh rồi. Và uống một cốc nước mát để mọi người xung quanh con nữa. Vâng, con hiểu rồi mẹ. Con không giận con nữa đâu. Cảm ơn Bờm. Tụi mình mãi là bạn tốt nhá. Tất nhiên rồi. Thank you.
Trên đây là giáo án PowerPoint của chủ đề số 2, khám phá bản thân. Tiết 2, hoạt động giáo dục theo chủ đề tính cách và cảm xúc của tôi, hoạt động 1-2. Những bài còn lại trong chương trình môn hoạt động trải nghiệm lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Với tiêu chí hiện đại và đẹp mắt, nhất định giáo án sẽ tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án PowerPoint các môn lớp 8 của những bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênhgiaoviên.com.